tổng đại lý cầu bịp làm một video để giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài 7D. Đấy, thì đây cái số điện thoại bên nhà mình này, các bạn mua hàng các bạn có thể gọi trực tiếp hoặc là Zalo cho mình để mình tư vấn thêm. Thì trước mặt các bạn đây là đây, kính áp tròng 7D mới nhất năm nay. Đây, mở cho các bạn xem này. Đây là cái cấu tạo của cái kính này. Đầu tiên là có một cái cây gắp kính này. Đấy, cây đeo kính này, cho bạn đeo kính vào mắt này. Và đây là cái kính 7D này trong này. Đấy. Đây, mình sẽ lấy cho các bạn xem này và đeo các bạn thử nghiệm bạn luôn này. Đây, cái kính 7D này nhìn ở đây không này. Với cái kính áp tròng 7D nhìn xuyên bài này thì cái ưu điểm của nó là thời gian sử dụng là được đến 5 năm. Và khi các bạn mua hàng bên mình sẽ bảo hành cho các bạn trong 1 năm, thì sẽ bảo hành qua cái số điện thoại của các bạn mua số nào thì mình sẽ lưu số là ngày mua. Đấy. Và đây là kính 7D này. Thì cách sử dụng của nó như thế nào? Thì các bạn chỉ cần đeo vào mắt là các bạn nhìn bài như nó chơi bài ngỏ luôn. Và cái ưu điểm của nó là không đau mắt, là không cộn mắt, là cực êm luôn. Đấy là cái ưu điểm của kính áp tròng xuyên bài. Thì đeo như nào? Đây, mình sẽ lấy cho các bạn xem này. Thì các bạn cầm cái gắp kính này, các bạn gắp cái kính ra. Đấy, bạn để cái cây đeo kính. Sau đó các bạn, cái chiều nào các bạn đeo được không quan trọng, cái chiều nó là cái chiều nào cũng được, các bạn để đây. Đấy, tôi sẽ để cho các bạn xem này. Đấy, như này này. Sau đó các bạn ấn vào mắt là nó sẽ tự khớp luôn. Đấy, các bạn không cần phải phức tạp gì trong vấn đề đeo, rất là dễ đeo thôi. Ai cũng có thể sử dụng các bạn nhá. Đấy. Và các bạn đeo cả ngày được luôn. Đấy, không như cái kính đời trước là các bạn đeo cả ngày. Đeo cả ngày luôn. Và có một cái lưu ý tiếp theo mình muốn lưu ý các bạn này. Tất cả các loại kính áp tròng nhìn xuyên bài thì các bạn phải đi theo bài. Thì đây. Đây là những cái mẫu bài bên mình thì có nhiều bạn hỏi tôi là kính áp tròng này có thể nhìn được bài chợ không? Mình khẳng định luôn là không thể nhìn được bài chợ, mà phải bên nhà mình cung cấp. Thì bên nhà mình cái cung cấp những cái mẫu bài á thì nó giống hệt luôn cái bài chợ. Đấy. Thì đây. Thì khi đeo kính thì nó sẽ nhìn như nào? Thì tôi sẽ dùng cái kính thử để tôi cho nó vào trong cái mắt camera để các bạn nhìn qua. Thì tất nhiên là các bạn đeo kính thử thì không thể bằng các bạn đeo kính vào mắt được, nó sẽ không nét bằng. Đây. Thì các bạn nhìn sẽ như này. Đây các bạn nhìn này, rất rõ ràng con K này. Đấy. Đấy. Con Q này. Đấy, con Zbix này. Các bạn nhìn lưu ý cho tôi hai con thôi, khác biệt nhất đó là con 10 là cái hình dấu cộng. Đấy, các bạn chơi này mà chơi bài ngửa này thì không ăn được tiền đấy, thì không cái gì chơi có thể ăn được tiền. Đấy, con 9 là hình móc chìa khóa, con 8. Và một cái đặc điểm nữa là các bạn có thể xem được cả chất các bạn nhá. Đây là những con quy này, con quy cơ này thì nó sẽ đánh dấu ở đây. Là các bạn biết con quy cơ. Còn con rô thì nó sẽ đánh dấu ngược xuống bên này. Đấy. Con tép thì nó đánh dấu ngang trên này. Đấy, rất đơn giản như vậy, các bạn có thể nhìn thấy cả chất luôn. Đấy, như con tép con này con 10 tép các bạn này. Nhìn này. Đấy, các bạn nhìn đâu. Đấy, khi đeo kính thì như này. Như các bạn đeo vào mắt thì mình đảm bảo luôn là nó lại rõ gấp 10 lần như luôn. Đấy, còn khi mà các bạn không đeo kính thì cái bài nó lại bình thường như này. Đấy. Thì với cái mẫu kính này, mình cũng nhấn mạnh một lần nữa luôn, các bạn mua thì các bạn phải alo trực tiếp cái số thoại mình 0984 80 149 để tránh mua phải hàng giả hàng nhái. Với các bạn ở xa mình có thể gửi đường bưu điện cho xe đò. Đấy, thì ngoài cái mẫu kính áp tròng này, bên mình phân phối rất nhiều cái mẫu kính khác nữa. Và cái mẫu bài của nó thì cũng rất nhiều mẫu bài để các bạn lựa chọn chơi nhá. Đây, thì các bạn ở ngoài Bắc thì hay chơi là rồng vàng, rồng đỏ này. Đấy, các bạn nhìn cái bao này. Đấy, bên mình đều có này. Hay là bài bài cúc áo. Đấy, bài nhựa nước ngoài. Đấy, các bạn nhìn này. Đây là bài nhựa nước ngoài. Bài nhựa. Ở đây, trong miền Nam bây giờ này, bao dội chơi cái mẫu bài trắng như này. Đấy. Như vỏ thì mỗi bài trắng lại vỏ như này. Còn nói như này, như vỏ trắng như này. Và cái mẫu bài nước và ga như một thì mẫu một trong những cái bài cực phổ thông. Và một cái mẫu nữa là mẫu bài đô la trắng, đô la vàng thì mình đều có các bạn nhá. Đấy. Thì mình nhờ lưu ý cả các bạn là tất cả các sản phẩm như mình là được bảo hành trong một năm. Đấy, thì mình mẫu kính mới nhất năm nay, kính 7D mình có hai màu, một là màu xanh lá da trời và một màu đỏ. Đấy, các bạn đã xem cái hộp kính màu đỏ này. Đấy. Thì
để tránh mua phải hàng giả hàng nhái, các bạn alo trực tiếp chỗ này nhá, hoặc Zalo để mình tư vấn thêm. Thì bên mình cung cấp rất nhiều những dụng cụ cờ bịp như bầu cua này, tài xỉu, sóc đĩa, máy đánh bài bịp đấy, áo đổi bài, kính áp tròng, nhìn trên bài đấy. Thì ở video tiếp theo mình giới thiệu các bạn một cái máy đánh bài bịp. Rồi, cảm ơn các bạn xem chưa. Xin chào tất cả các bạn, nghe mình thì công ty máy đánh bài bịp CVK này làm một cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái máy đánh bài CAC 700, đấy, được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn máy. Tiếp theo là một con máy đánh bài CVK 900, được ngụy trang trên một chiếc iPhone 12 Pro đấy, và CVK 680S, được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn. Và một con máy đánh bài CVK được ngụy trang trên nền chiếc máy Samsung đấy. Tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của bài nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy đánh bài CAC này. Con máy đánh bài là con máy đánh bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ vào bài là nhanh nhất bây giờ luôn. Đấy, đây là một cái dòng máy đánh bài cao cấp của hãng. Mỗi một cái máy đánh bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này, các bạn có thể chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam, ngoài Bắc ở trên ba cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong miền Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơn lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nha. Khi các bạn chơi đó, là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy. Đây, nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây, cho bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ của nó này. Đấy, rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra đọc cái bài đó và nó báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt nó báo đây. Đấy, muôn bài liêng, máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy, 2 là 7 điểm, 1, 2. Đây, 7 điểm này, cho bạn xem. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 này. Đấy, nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu kết các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo, và người ta cắt đi là nó báo tiếp. Đấy, vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Đấy, thấy không? Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi nó báo lại tiếp. Năm người chơi đều báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Đấy. Những nhà lại không qua được cái nhà 7. Đấy, thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý như mình để báo, máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn. Đấy, các bạn lưu ý như mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài. Tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ cần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này. Bài đặt ngang dọc không quan trọng. Đấy. Máy báo 2. 4 người chơi. Môn bài cào ở miền Nam. Đấy, 1, 2 là 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này. Những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy, tiếp theo kép luôn các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ. Đây con máy bài CAC 700 mới nhất hiện nay luôn.
test cho bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay gọi là ba cây đôi, hay gọi là binh sáu lá trong miền Nam là binh sáu lá đây. Đặt cả báo này, máy báo ba này, một binh sáu lá nào trong miền Nam chơi là chia sáu lá. Đấy, tôi sẽ cho các bạn xem này, để bài 1, 2, 3, mấy báo ấy ạ, 3 này, đây là nhà đúng nhất này. Đấy. Đây là 9 năm, đấy, chia là xếp này là 9 năm. Đấy, lớn nhất trong cái bán bài này, những cái nhà này còn lại nó không thể qua được luôn. Đấy. Thì trụ sở cửa hàng là có 2 trụ sở, 1 là ở Sài Gòn, 2 là ở Hà Nội, các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK9 chậm. Tôi sẽ test từng con một. Đây tôi sẽ đánh cho các bạn một liêng nhá. Con CVK9 chậm sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây để sẽ để đánh liêng nhá. Đây. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi này vào 3. Đấy. 1 2 3 này, nhà 3 này. 6 đây. Là lớn nhất. Những nhà này không qua được luôn. Đây. Máy báo là chuẩn xác 100% luôn. Con máy bài CVK900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera. Đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo là cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn con máy bài CVK680. Đây. Đây là con máy bài CVK680S. Đấy, test cho các bạn luôn. Môn là bài liêng. Đấy, test liêng các bạn nhé. Cái này thì đặt bài ngang dọc quan trọng. Đây đặt bài dọc này. Ba, mình có ba bốn người chơi. Đấy các bạn thấy không? Quan trọng là khi bạn đặt bài xuống nó đã báo rồi. Đấy là tốc độ báo bài của nó là như vậy. Đấy. Chuẩn xăng trăm trăm luôn. Đấy. Bạn nhìn này, 1 2 3 này nhìn này. Đấy. Rất là ok luôn, báo chuẩn luôn. Các bạn chơi, các bạn tăng người chơi này. Đấy, tăng lên 5 người chơi này. Khi có người ra vào, các bạn bấm cái luồng lượng tăng hoặc giảm theo ý các bạn luôn. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Máy báo 5 là 5 lớn nhất rồi. Đấy, liêng luôn này. 3, 4, 5 liêng luôn này. Đấy, máy báo 5 này. Đấy, rất là chuẩn xác luôn. Thế tiếp theo là một con máy bài tầm trung, tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Đây là máy bài tầm trung còn một quả